Hiện nay, xuất hiện nhiều lời mời các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mua nhập khẩu vaccine phòng chống dịch COVID-19 hoặc tiêm chủng cho người lao động, đối tác, khách hàng, một số tổ chức, cá nhân tự nhận tiếp cận được nguồn vaccine của các hãng sản xuất hoặc mua lại của một số nơi dư thừa, để tránh nguy cơ bị lừa đảo tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng. Tổng cục Quản lý Thị trường mới đây đã phối hợp với Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa HIS của Hoa Kỳ và hãng dược phẩm Pfizer tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến phân biệt vaccine chính hãng Pfizer cho toàn lực lượng. Tại buổi tập huấn, đại diện hãng dược Pfizer, đơn vị sản xuất và phân phối vaccine Pfizer cho biết, mới đây, hãng dược này đã có thỏa thuận với chính phủ Việt Nam cung cấp 31 triệu liều vaccine cho Việt Nam. Hiện tại, hãng này đang chốt các kế hoạch vận chuyển và cung cấp vaccine cho Việt Nam trong quý 3 và quý 4 năm 2021. Trong đó, thông tin mới nhất là một phần vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam trong tháng sau. Đại diện an ninh toàn cầu của Pfizer tại Singapore cho biết, vaccine thật được đựng trong các lọ thủy tinh nhỏ trong suốt không màu, dung tích 2ml, chứa chưa đầy một nửa là dung dịch màu trắng đục. Lọ nắp lật có dán nhãn, mỗi lọ có 6 liều, không đựng sẵn trong ống tiêm, cũng không phải liều uống, không ở dạng viên nén hoặc viên nang. Tại hầu hết các quốc gia, nhãn dán sẽ ghi Pfizer and BioNTech. Đáng chú ý, theo chuyên gia này, vaccine Pfizer chỉ được vận chuyển từ Bỉ, không vận chuyển từ Trung Quốc, Ấn Độ, không vận chuyển theo liều riêng lẻ. Đại diện hãng Pfizer cam kết có sẵn các hệ thống mạnh mẽ giúp đảm bảo an ninh cho các sản phẩm của Pfizer.